Đầu lòng hai ả Tố Nga, tứ ba là chị, em là tứ hai. Trong comment của em Hoàng Đức có chia sẻ là anh thẩm định giúp em số sim 33339222 đi ạ, đây là số của mẹ em. Thì em chia sẻ với Đức như thế này, số sim này của mẹ em rất là đẹp vì tứ quý hai là gọi là vạn 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 tuế, thể hiện sự bền vững mãi mãi, rất là hay, rất là đẹp. Và tứ quý ba là gì? Là hoàng đại tài, tài năng giỏi giang, xen giữa là số 9, số 9 là quyền uy sức mạnh, kết hợp một bộ số quá dễ nhớ, quá đẹp luôn. Thế nhưng một điểm mà rất nhiều người chưa nhìn ra đó là gì? Đây là hai cặp tứ quý, tứ quý 3 kết hợp với tứ quý 2 xen giữa bởi con số 9. Chính vì thế nên anh mới chia sẻ với anh em một bài thơ: đầu lòng hai ả Tố Nga, tứ ba là chị, em là tứ hai. Rất đẹp, rất ấn tượng và rất ý nghĩa luôn anh em ạ. Thẩm định thêm về giá của số sim này ấy, thì nếu như đầu 03 đuôi tứ hai thông thường rơi vào tầm khoảng hơn 20 triệu quay đầu. Nhưng với số sim này, một số sim mà có điểm đặc biệt là tứ quý 3 đấy, kèm thêm tứ quý 2, tuy rằng cách ở giữa là số 9 nhưng giá trị cũng không hề thấp một chút nào, đẳng cấp dễ nhớ, mà 39 là thần tài luôn đấy. Bộ số này mình cần rơi vào tầm khoảng độ 80 đến 90. Và một số sim rất đẹp, rất dễ nhớ. Anh em thế nào? Miami thẩm định mọi loại sim.